Rồi, hello anh em ơi, em chờ mấy cái hàng xe máy anh Phép đây. Địa chỉ là số 1027 Mặt Cũ, phường Vĩnh Quang, gạch giá Kiên Giang. Đó, mọi thông tin chi tiết ha, chốt xe cậu anh em cứ liên hệ số điện thoại của em trường 0961374375. Đó, và sau đây là em sẽ giới thiệu những mẫu quay nhỏ trong cửa hàng của em. Đó, còn được vài xe nha anh em. Quay anh Pha Lóc Bạc và quay Thái 110 và 100 ha. Và hôm nay sẵn đây em sẽ lên em báo giá và em sẽ giảm giá cho anh em mình từng con xe luôn nha. Ví dụ như con này, đó, đời 2005. Đó, anh Pha Lóc Bạc, máy zin im chắc. Đó, giá 24 năm, hiện tại 24 năm ha. Những con xe này em đã có làm clip gửi cho anh em. Nó 24 năm. Hôm nay em bớt cho anh em mình 500, còn 24 chẳng bao gồm hồ sơ có sẵn cầm tay đây nha anh em. Đó, và con này cũng đời 2005 luôn, nhưng con này đẹp hơn con này một tí ha. Đó. Đây. Con này nó sẽ đẹp hơn, chân cẳng ốc tán nó đẹp hơn con bên đây một tí, nên giá trị nó sẽ cao hơn 1 triệu. Nó con này giá 25 năm. Đó, giờ em chẳng bớt cho anh em mình là 500 ha, 500 luôn, là còn 25 chẳng bao gồm hồ sơ cũng có sẵn ở đây luôn nha anh em. Đó. Và đây, con này là cũng anh Pha Lóc Bạc luôn anh em. Đó, anh Pha Lóc Bạc luôn ha. Đó, nhưng mà con này được một cái là biển số sẵn nè, biển số 4 con miền Tây Kiên Giang em luôn ha. Đó, em bán em sẽ giao giấy tờ cà quẹt cho anh em để cho anh em giữ biển 4 con anh em xài. Đó. Tại vì con này là rút hồ sơ nó rất là phức tạp, lâu nó hơi lâu nha, nói chung là nó hơi lâu đó. Nó vậy chi phí nó hơi cao nên em bán em giao giấy tờ cho anh em. Đó, biển 4 số 4 con là anh em chỉ việc xài thôi ha. Đó. Con này cũng đầy 204 nha anh em, 204 205 ha, lốc chữ ngang. Đó, con này giá 19 năm. Đó, con này mới về ha. Con này mới về nên em không có giảm được nha anh em. Đó, em sẽ bán giá chốt giá là 19 năm cho con này. Đó, tầm giá này là quá tốt cho anh em. Anh Pha Lóc Bạc, máy zin im, chân cẳng sơn bạc zin, áo sóng liền đẹp, tầm giá 19 năm này anh em xài quá ok ha. Đó, nên em con này mới về em không có bớt được, em chỉ bớt những con là đậu trong cửa hàng không gài thôi nha anh em. Đó. Dạ anh đây, quay Thái 110. Đó, quay Thái 110 con này đời 99 ha. Đó, con này em cũng có làm clip rồi luôn, làm clip chi tiết rồi luôn ha. Nói chung thì em chỉ quay đó, báo giá và giảm giá từng con xe cho anh em. Và chi tiết xe thì anh em cứ liên hệ với em trường sẽ gửi nó video đồ cho anh em coi, và hoặc là hình ảnh, hoặc là anh em không gõ gì con nào đó, anh em cứ điện trực tiếp em luôn để em tư vấn cho anh em nó rõ hơn ha, để anh em mình chốt. Đó, con này giá 24 năm. Đó, con này xe là biển số có sẵn nha anh em, biển số cũng Kiên Giang em luôn, con này đã sang tên chính chủ rồi. Đó, anh em nào muốn rút hồ sơ tiền phí vô, nó em bán giá 24 năm, nhưng mà em vẫn bớt cho anh em mình 500 ha. Đó, em bớt cho anh em mình 500 luôn mà. Đó, bớt 500 là còn 24 chẳng nha anh em, là chưa có bao gồm chi phí hồ sơ. Anh em nào rút hồ sơ thêm cho hai cũ, nó hồ sơ tầm khoảng một tháng, hơn một tháng mới có hồ sơ nha anh em. Đó. Nói chung là xe này ta 24 năm em bớt cho anh em mình 500, còn 24 nó hồ sơ cộng thêm 2 triệu vậy ha. Đây, và con này quay Thái 100. Đó, quay Thái 100 ha, màu xanh ngọc, nó cái màu vàng long nhìn rất là độc luôn anh em. Đó, 100, con này đồ zin nó còn rất là chuẩn đồ ha, nó còn người rất là liền xe luôn. Nó con này cũng biển đây 68 x 1 thành phố Rạch Giá nha anh em, con này xe này chính chủ hợp lại rồi. Đó, anh em nào tầm giá mười mấy này anh em cứ đợi nghe lời em, anh em cứ để biển anh em xài đi anh em, đừng có nên rút hồ sơ ha, anh em đừng có ham rút hồ sơ, nó rút ra rồi ha, công an nó hành mình đủ thứ các kiểu chân á. Rồi 19 triệu thì anh em bớt cho anh em mình 500 luôn, nó còn 19 chẳng ha. Nó con này nó chuẩn độ hơn con này, còn anh em nào muốn ghẻ nữa thì con này, nó muốn ghẻ con này ha, 14 triệu 7. Nó con này thì tầm giá nó thấp thì em sẽ bớt ít chút xíu, con này bớt cho anh em mình 3 xị đi ha, 14 4. Đó, con này cũng là quay Thái 100 nha anh em, máy móc cũng ngon êm. Đó anh em, đó cái bogin nó còn luôn anh em ha, có gỗ bọn kia đầy đủ cho anh em mình luôn. Đó, với cái tầm giá này 14 triệu 7 mà em bớt thêm 300 nữa này thì anh em mình xài quá ok ha. Đó, cho một con xe quay Thái 100 thì vậy là quá tốt. Đó, thì em chỉ là quay dạng như sơ lược những con xe này trong cửa hàng em thôi ha, quay nhỏ thôi. Đó, còn mà chi tiết xe thì anh em cứ việc và liên hệ trực tiếp với em, hoặc là kết bạn Zalo với em. Đó, số điện thoại của em là em có đọc trong cái đầu clip ha, lúc mới vô em có đọc rồi. Đó, đây thôi để em đọc lại một cái luôn ha, 0961374375. Đó, anh em cứ kết bạn Zalo, cần coi hình ảnh chi tiết con nào nhắn tin trường ơi, gửi clip cho anh coi, con Alpha giá nhiều đó thì em sẽ gửi anh em mình coi, được anh em mình chốt ủng hộ cửa hàng em ha. Rồi,
Thì em xin kết thúc buổi livestream luôn nha anh em. Thì chỉ quay chi tiết cho anh em mình vậy thôi ha. Anh em mình tham khảo giùm em nha. Đó, coi cần con nào thì cứ alo em. Rồi máy bay anh em. Hẹn gặp lại anh em ở các clip sau nha.